chơi. Đó. Mở cửa đi. Rồi mở cốp sang sao cho gì lấy cái bịch đồ. Chào anh đi con. Chào anh, con anh xe hai chú anh Hải. Lấy đồ, sao? Đi qua đây em. Cái đường này là vô chợ nè. Rồi vô chợ luôn. Đông quá trời luôn. À, có áo đẹp cho con nè. Dạ đi. Dạ. Giỏi quá. Trời ơi, kêu không nổi luôn. Có đồ đẹp kìa, mở cái đồ đẹp coi. Cảm ơn chưa? Lấy đi, lấy đồ đẹp ra. Wow. Con đi xuống, con đi đường này. Chứ sao con đi đường nó chừng vào đây. Cái chân này nè. Ủa? Sao bỏ lên đó? Bạn mới đó cưng, bạn Bảo Ngọc. Được không? Cái bạn không? Bạn Bảo Ngọc. Cái bạn bố không? Bạn Cún lớn hơn. Thôi em. Đi nữa thôi là không kịp giờ. Không kịp giờ đó. Giá rẻ chút thôi. Chị nói rồi đừng làm gì hết mà. Lâu lâu gì không phải là lâu cái hiếm nó mới có gì mà không lẽ là ghé đây là không được miếng gì nó nè nè dán đi dán giống bạn Cún con dán cái này ở tay nha dán cho Bảo Ngọc đi để không con có sợ đẹp mà hay cô cho con hình khác hả muốn đó rồi bây giờ mình đi xuống bếp mình lấy nước mình dán chị hai đã dụ được một bé. Rồi, cô dán đây cho con nha. Dạ con cảm ơn. Rồi. Đây nè ha, nước đây nè. Chị bớt chị. 6 tây tháng 5 chị mới được. Rồi con đợi một chút rồi bạn khủng long dính cho tay con nha. Đừng để lột cái này ra. Wow, bạn khủng long ở với con rồi. Cái chạy lông con. Bảo Ngọc khoe đi, Bảo Ngọc khoe bạn Cuốn coi Bảo Ngọc có gì kìa. Hôm nay bé 14 luôn. Tới tháng 5 đó không? Nhưng mà tới tháng mà con nước lên bạn Cuốn lựa cho bạn Bảo Ngọc ha. Hầu như là có đi học. Về ba em về nhà mình mua. Không, cái đó là chị biết mà, chị biết bệnh sử. Không có việc mà. Rồi cho con cái ở đâu cái đó ở đâu bạn Cún lên cơn nó vô cái cục oxy nở hút vào nó đỡ cái này ha cái này bên này này được không mấy lần còn nhưng không dạ vô phòng đặc biệt của cái hãng luôn cái đó là sao mua ở ngoài gần đó là cái chỗ vô cầm quá giờ đây rồi bây giờ bạn Ngọc lấy cái tay này nè bạn Ngọc lột cái miếng này ra để thấy bệnh gấu wow đẹp quá này thích không Bảo Ngọc thích không đến về nè dạ con chào con bên kia tưởng là cái gì kẹo nem nem cái đó mua hay nhà làm em mua em nghĩ là bên nước ngoài không có vậy hả nghĩ là Mỹ có mua cái gì chua hay là gì đó cái lúc đó là tức là mắm nữa đó đầu làm lẩu mắm miền Tây nếu mà thấy không chị sao không mặn quá thấy là dặn rồi nói là đừng có làm gì hết nhưng mà không kịp giờ ăn miếng cho vui con có muốn ăn gì không tôm không nha ăn con tôm không rang cuốn rồi ăn con tôm không còn ăn nước ăn cái gì không thành phố rồi mấy bữa đó em bị sổ mũi cảm cũng hơi ngại không sao thôi em ở nhà chị tới được rồi nói vậy thôi nhưng mà biết là em có con nhỏ Không có bệnh nữa. Extra time. Vui không? Nay nhà mình nhiều người, đông người có vui không? Nó tới đông quá. Vui. Nó này lại mình á, nó hoạt bát cái thường ngoại lắm. Tại còn không một cái miệng cái lia hả? Nắng á ba ơi. Rồi em bé này xong chưa? Cũng là vú sữa gì đó là đi ra cái chỗ vườn nhà nó mua cái an toàn là có cây dùng bán lỡ lãi ta hái rồi cái bán không em nè. Nè bé đây. Nè đâu? Này à, mì là của bây giờ làm xong. Được, không sao. Nếu mà ở trong khách sạn có cái tủ lạnh mà. Được. Giờ mình bọn xe lại. Giờ cái nào ta nói được là được đúng không? Ừ. Rồi. Bé sẽ nói được là được. Anh chị cảm ơn hai em nhiều nha. Chúc gia đình luôn vui vẻ, bình an, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại nha. Rồi. Chị đang chui ra đây đi. Không vậy đó. Kêu bé hai nữa. Phải chưa? Rồi được rồi. Ba cười lên. Cười đi, cười đi. Rồi ha.